Sao cười? Nói chung ý quá cười. Nói chung ý cười à? Nói quậy quá cười. Sao quay cái gì? Quay dữ vậy? Giờ còn chất cái gì trong nhà không cô? Đốt bớt rồi còn hẳn mấy bao. Còn mấy bao cho con xem đấy được không? Ừ. Dẫn dẫn con vô con xem đấy. Cô cứ lén lén là cô đốt bớt đi hả? Ủa quá trời đồ kẹp tóc rồi. Buồn một dưới sàn này. Dạ, cứ dạ. Dạ, cứ đốt lần lần không cho biết. Cứ biết là bị chửi hả? Kẹp, toàn kẹp tóc rồi, toàn đến cái gì không? Ô, lược này. Một bao lược luôn. Lược là một bao. Kẹp tóc có một bao. Rồi túi ví có một bao. Ơi, mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đã có mặt tại thị trấn Mỹ Tú của huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng các bạn. Thì hôm nay mình được biết ở đây có một hoàn cảnh của hai chị em bị khờ, bị thần kinh nhé các bạn. Mà trong khi đó thì chỉ có hai chị em sống. Hàng ngày người em thì phải đi lượm ve chai kiếm tiền để nuôi một người chị gái tai biến các bạn. Trong khi đó người em thì cũng không được bình thường. Cứ hàng ngày cứ đi lang thang ngoài đường để đi xin kiếm tiền, kiếm sống. Ủa em này là mọi khi là không mọi ngày đi mà hôm nay không đi nữa hả? Mấy tháng nay không có đi nữa. Sao? Vì bữa hổm nó đi chở xuống cái lượm lon rồi đó, không cho nó đi, cái nó đi chở lên trên này có heo quá. Rồi cái bữa hổm nó bị bệnh tưởng chết. Là bệnh gì cơ? Nó bị bệnh bữa hổm nó ói, nó ăn tiêu nó ói, cái xong nó bị giật. À. Nằm ở xuống đây nằm cái người ta chỉ không đi sắp chăng nằm hết mấy ngày. Mà khi con cứ thấy đi lang thang ngoài thị trấn đi xin đấy đúng không? Đi xin đi lượm lon đó đúng không? Ừ, nó đi lượm lon hả? À. Nó đó, mà mấy tháng nay cả 4 5 tháng rồi. Nhà đây là nhà tình thương. Dạ. Nhà này làm lâu chưa cô? Cũng làm đợt trước thì ở xã đầu cho 30 triệu, còn đợt sau này 50 triệu mới nối thêm cái nhà điện lực cho. Dạ dạ. Là cô là gì của mẹ? À đây mẹ là hai đứa này chứ mẹ ruột. Lớn, còn thằng lớn đi làm điện lực. À. Ba đứa. Có nghĩa là hai người con còn một là có ba người con mà chị này bị làm sao vậy cơ? Nó bị sốt xuất huyết não. Sốt xuất huyết não hả? À. Dạ dạ thôi kệ con bà. Sốt huyết não nó liệt hết bên này năm mấy giờ nó đâu đi chợ chứ không thôi một ngày nó đi 3-4 giá. Là đi cũng đi lang thang vậy hả? Không nó đi chút rồi nó về nhà nó biết xài tiền rồi nữa còn. Ủa? Có thằng đó nó cũng biết xài tiền mà điều lúc này ai cho nó ít lấy. À có nghĩa là cô là có hai người con nhưng mà hai người ba người con nhưng mà hai người là đã bị kiểu này rồi. Thì bệnh kiểu này rồi. Còn một người con trai nữa là đi làm điện lực. Dạ. Người đấy có gia đình chưa cô? Chưa. Cũng chưa gia đình luôn. Dạ, chưa có. À. Vô đây này nói chuyện này anh. Vô đây ngồi. Vô đây ngồi chơi. Vô đây chơi. Có gì ngồi chơi. Ngồi chơi đi chừng nào. Làm cầu đường gì đó rồi làm. À. Ngồi chơi đi. Là cô tên gì cô? Lê Thị Xanh. Cô Xanh. Hôm nay được bao nhiêu tuổi rồi cơ? 63 tuổi. Rồi chị này bao nhiêu tuổi rồi? 37 hả? 36, 37. À, là mới bị tai biến cách đây hơn năm. Là chị nó cũng rồi. Dạ dạ. Nó đi bên chợ nó xỉu quá bản rồi chở người em ở. Có nghĩa là cứ đi lang thang ngoài chợ. Sao mà nó bị xỉu ngoài chợ? Cho tiền đồ đặng nó mua kẹp, mua đồ thấm, mua lược. À ý là mua đồ về trang điểm. À, cũng biết trang điểm hả? Vô đây chơi. Vô đây chơi cho tiền này. Thôi. Sao vậy? Thôi, cỡ lắm. Trời, cỡ lắm. Làm gì rồi? Làm gì mà mắc cỡ? Dạ chú ở đâu chú? Chú ở trên Sài Gòn. Thì nhà treo lịch mới luôn, treo lịch mới luôn á. Treo lịch mới. Treo lịch mới luôn hả? Thiên nghe mía gì vậy hả? Lúc trước nó đi trời ơi nó ăn rồi lắm đầu nó đi tới 1-2 giờ chú thấy nắng ta la nám mặt nắng mày. À. Nó có 4 tuổi à? Mấy tuổi? 4 tuổi. Thế lại 4 tuổi á hả? Có 4 tuổi à? Có 4 tuổi à? Bao nhiêu cô? 35 tuổi. Có 4 tuổi à? 4 tuổi hả? Ừ. Rồi tên gì? Kiên. Kiên. Ừ. Kiên năm nay 4 tuổi rồi. Ừ. Học lớp mấy rồi? Có đâu. Mắc cỡ hả? Có nhiều chỗ à. Chú, dạ nào chú. Ngay trên thành phố. Nào. Ừ? Nào. Đi. Đi, đi, đi vô trong nhà ngồi chơi. Dạ chú đây chú cùng vô. Sao lại ngồi ngoài đây làm gì? Ngồi chơi. Rồi có người yêu chưa? Chưa. Lấy vợ đi chứ.
chi vậy? Lấy vợ chơi. Khi nào lấy vợ? Nói cho sửa luôn. Hả? Hả? Nói cho sửa luôn. 34 tuổi. 1 tuổi. 4 tuổi. À thì 4 tuổi. 34 tuổi mà không lấy vợ à? Không phải 34, 1 tuổi á. À 4 tuổi, 4 tuổi. Dạ dạ. 1 tuổi. Có nghe nhỏ ba. Cái gì đó là con có ba đâu. Ba chết mà. Ba chết hả? Ừ. À. Đi vô nhà ngồi đi. Thôi con ngồi mà chơi. Là mấy tháng nay là không có đi xin luôn. Chỉ ở nhà thôi. Dạ. Là hôm đấy đi đâu mà hôm đó đi đâu mà bị bệnh không? Ở nhà nó đi chợ lên đây nó chơi đi đã là chiều nó về nó mua cục nước đá nó xách về à. Bữa đó nó ăn không tiêu nhà đám dỗ cúng ba nó nè cái nó ăn hình như không tiêu sao nó bị bệnh à. Bị giật trời tưởng cũng chết rồi mà khi là con thấy cứ đi lang thang ngoài đường á mà đi xin tiền ừ. Người ta cho ít không lấy đâu cho nhiều mới lấy ừ. Từ đúng không? 5 ngàn đủ lê cà phê đồ 10 ngàn 5 ngàn mới lấy. À, còn cho ít là không lấy. Cho ít tại vì không đủ cà phê nó không có. Ừ, thì nhiều người cho lại mới được nhiều chứ. Đi vô đây ngồi này, vô đây. Ngồi đây nè. Ừ, vô đây ngồi đi. Chưa có lịch nữa. Chưa lịch không có gã tấm nào cho cái. À. Đi mà tới ông ơi, đó rồi. Về bệnh viện chở nó xuống á, ổng nói trời ơi cái thằng này tôi biết nó đi lượm lon hoài, tôi nói ủa chú biết á. Ông bảo vệ bệnh viện dưới đó. À. Chở nó bệnh xuống đó. Cái ổng nói trời ơi tôi gặp nó hoài cái gì nó đi bên đường nhà tôi tùm lum đường bên đây nè. Dạ dạ. Nó đi lang bang tùm lum hết trơn. Vậy là hai người con của cô là bị từ nhỏ đến lớn luôn hả cô hay là? Dạ. Cái nhỏ này nó học lớp 3 nó mới bị. Học lớp 3 mới bị. À. Bây giờ cũng như nó còn đọc chữ đâu được. À. Dạ. Cái nó mới phát lên. Rồi cô hàng ngày cô làm gì cô? Trời ơi hàng ngày ở nhà không gì nè. Lúc trước thì hồi mấy đứa này còn chưa êm ấy chưa bị bệnh đâu. Lúc kia thì còn đi mằn mướn đâu. Còn bây giờ nghỉ rồi, không yeah. đi nữa. Tại bệnh dịch, bệnh đồ quá nhỏ. Vậy là già ba người là sống nhờ và các anh đang làm bên điện đấy đúng không? Dạ yeah. Dạ yeah. Chị này hàng ngày là cũng đi lang thang vậy xong bắt đầu cũng đi xin tiền. Đi chợ một chút rồi về. Có tiền thì đi mua đồ gì rồi về. Rồi chân chị bị cái gì mà nó lở lét ghê vậy? Bệnh nó ngứa. Bị ngứa hả? Ngứa gãi á. À ngứa bị gãi hả? À chị có chồng chưa? Không có. Không có sao không lấy chồng đi? Bệnh này Kiên vô đây ngồi chơi này. Chú, nhà đâu chú? Nhà đâu chú? Chú, nhà đâu? Chú nhà trên á. Nó cả luôn cái giờ đâu. Vô đây ngồi nói chuyện này, Kiên. Ngồi ghế ngay nè. Chú nhớ 1 tuổi đó. Mấy tuổi? 1 tuổi. 4 tuổi hả? 1 tuổi. 1 tuổi hả? 1 tuổi á. 1 hả? 1 tuổi. 1 tuổi. 1 tuổi là bao nhiêu tuổi? Thì 1 tuổi á. Một... Ba mày cái. Vâng, ba mày mấy. Dạ, dạ được rồi. À con rồng 92. Hả? 92. Nó là ba mấy? Rồng là 89 chứ quên. Tưởng rồng là 89. À 89 90. Coi là nghe em được rồi. Ừ. Có đây chơi Kiên. Có đấy. 1 tuổi dạ. 1 tuổi hả? 1 tuổi. 1 tuổi. 1 á. 1 hả? 1 tuổi. 1 là bao nhiêu? Thì 1 tuổi á. Nãy nói 4 tuổi giờ lại nói 1 tuổi. 1 tuổi. 1. Thấy không? Chụp hình cho. Đấy đang chụp này. Đang chụp này. Chụp hình làm gì? Chụp hình cho chú. Chứ kiên. Chụp làm gì? Chơi. Chơi hả? Chụp để dành hả? Đồ của chú đó. 1 tuổi. 1 tuổi. Ừ, 1 tuổi. 1 là bao nhiêu? Thì 1 tuổi á. 1 tuổi là 1 tuổi hay là 4 tuổi? Chưa có lịch nữa. Chưa có lịch hả? Lịch cho Hiên mới đem về, chưa có gỡ tấm nào chưa á. Lịch mới ta chào á. À. 1 tuổi. 1 tuổi là 1 tuổi đấy. 1 tuổi. 1 tuổi là 1 tuổi đúng không? Đúng không? Chó chạy thôi. 1 tuổi, 1 tuổi. Vô đây chơi, vô đây chơi. Nhá. Chơi chơi. Sao ngồi ngồi đấy làm gì? Nhà đâu chú? Nhá. Nhà nào? Nhà bển á. Nào? Ở bên Sài Gòn á. 1 tuổi. Lên Sài Gòn lần nào chưa? Chưa. Chưa hả? Ồ, cái vợ. Không có đâu. Ồ, mày lấy vợ luôn rồi hả? Không có đâu. Trời chứ. Có là bởi có đâu. Sao vậy? Sao lấy vợ đi? Mắc cỡ. Sao mắc cỡ?
Lấy vợ đi chứ. Sao có thích lấy vợ không? Chị mắc cỡ lắm. Sao mắc cỡ? Chứ lớn rồi phải lấy vợ đi chứ. Hả? Có 4 tuổi vậy mà, đâu có ba, ba chết mà. Nó đi qua đường giữa, nó đi vòng đó đó. Cái mỗi 2 giờ lội. Hình như mọi khi con nhớ là đi xin ai không cho là chửi á. Đúng không? Mà khi đi xin người ta không cho là chửi đúng không? Có chửi không? Có chửi không? Không. Ngày trước là đi xin ít là không nhận này, rồi bắt đầu là người ta không cho là chửi này đúng không? Có quen không? Quen không? Nhìn mặt quen không? Không. Con gặp không phải chọn đây chạy đây. Luôn rồi. Con chó hả? Trốn luôn rồi. Chợ nó không biết đi qua chợ đâu. Đi vô đây, qua đây. Nó biết đi. Đi qua đây. Vô đây chơi. Vô đây chơi hả? Ừ, vô đây. Sao ngồi đó làm gì? Chơi. Ngồi chơi hả? Thì vô đây chơi cũng vậy mà. Tiếng, à bắt vô tuyến vô đĩa luôn hả? Thì này chỉ bị cái bệnh gì mà nó ngứa gãi chân chảy máu hết rồi. Mũi nó ngứa mũi cắn nó mà mấy dài cho uống thuốc mà chưa. À. Ngứa hả? Nó gãi. Dạ dạ. Rồi vậy là ông mất rồi à bà? Mất mấy năm. Hai mấy năm rồi. Ừ. Một mình bà làm nuôi ba người con mà chưa có ai có gia đình. Ừ, hồi đó mấy đứa này còn nhỏ. Thằng đó mới 11 tuổi, nhỏ này đâu 13, 14. Thằng lớn 17. À. Rồi mới cho alo mợ nuôi. À. Nuôi cho ông lớn là ông ăn học. Học ở mới được như bây giờ tới giờ vô điện lực cũng. Vậy là giờ đi làm là nuôi cả nhà luôn, đúng không? Dạ. Rồi anh đấy cũng chưa có gia đình, anh đấy chắc là con đầu hay là con thứ mấy bà? Con đầu. Con đầu. Thứ hai. Thứ hai. Ừ, cũng hơi lớn tuổi rồi. Hôm nay chắc gần 40 rồi ha. Dạ, bệnh dịch này không có cưới vợ được nữa. À vậy là cũng có mối rồi nhưng mà chưa cưới. Qua chăm cho hết bệnh này. Chú thấy giờ khó quá. Ừ. Đám khó. Dạ. Rồi. Giờ đám dỗ đám gì cũng nội nhà ăn chứ không mời ai. Chứ. Dạ. Mời cũng... ta cũng có dám đi đâu mà mình cũng sợ thấy mệt. Chị này là chị cũng bị từ lớn đến từ nhỏ đến lớn luôn. Như lúc trước nó học, nó biết chữ, nó đọc đồ được mà nó khác lên nó bị bệnh cũng như cái dạng nó tâm thần mà nó chưa có bệnh hung. À, có đó, nghĩa là bị nhưng mà bị nhẹ đúng không? Ừ. Rồi có đi khám đi chữa gì không? Có, nó uống thuốc, hai đứa nó uống thuốc hàng đêm luôn á. À, đêm nào cũng uống? Không có thuốc nó ngủ không được đâu. Qua bên chỗ chạm ông Nghiệm nó lạnh. À. Lạnh, à. Lạnh. Qua đây lãnh thuốc về uống, nếu không uống là quậy đúng không? Dạ. Cũng lâu lâu cũng quậy 1-2 tiếng. Là quậy vụ gì vậy? Vã rồi. Lâu lâu vã lên là cũng quậy dữ lắm rồi. Sao chị? Sao cười? Nói chung ý quá cười. Nói chung ý cười à? Quậy quá cười. Sao quậy cái gì? Quậy dữ vậy? Sao quậy là mà ngày có đập phá gì không? Hay là chỉ có quậy gì la làng thôi? La chửi người ta. Ai kẹo à. Chọc nói cái gì nó chửi vậy? Nó không chửi mà nó chửi người ta. Có chửi mẹ không? Không. Không uống thuốc là bị gì đúng không ạ? Sao 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 khóc hả? Sao vậy? Cười ra nước mắt luôn. Cười cười mà khóc cười hay là khóc? Sao có vụ gì nói em nghe coi. Vụ gì? Vụ gì cười? Vụ gì? À, lúc trước chú thấy nó đi chợ này nó mua nè. À. Mua gương, mua lực, mua đủ thứ về đi. Một buồn luôn, nó bệnh cái tôi đốt biết là bao nhiêu cái năm. À, có nghĩa là đi là cứ gom đồ về. Ừ, à. Đi là mua về. Dạ. Yeah. Không có tiền cho nó ngày nào, lấy đó nó nằm đi, ngồi đi chú. Có nghĩa là ngày nào đi cũng kiếm đồ mang về nhà, chất đầy nhà luôn đúng không? Mua, một buồn vậy. Mua nào chất, cực lượng nào kẹp, kẹp bước, có kẹp ba lá, có đủ thứ kẹp, à. Rồi lượt đó, chú thấy lượt đó. Đúng kiểu mua đồ về trang điểm ấy đúng không? Ừ. À. Rồi mua đồ trang điểm. À. Rồi mua kem. Dạ. Sức mặt á. Dạ. Trời ơi đủ thứ hết trơn. Chú thấy một buồn đó mà vừa gì. Dạ dạ. Nó mà không bệnh đó bây giờ chắc chất luôn cái nhà này luôn à. Rồi bệnh năm mấy rồi đâu có đi chợ đâu. À có nghĩa là chị đi là chứ cứ kiếm đồ mang về chất đầy nhà. Ừ. Không bệnh thì là mua.
Dạ, mua mang về nhà. Ai cho tiền nó là nó nhiêu nó mua hết trơn. À. 100 ngàn nó mua chút cũng hết. À. Nó biết mua hết trơn. Có nghĩa là cứ mua kẹp mua đồ thứ về là thì mua điểm. Đồ của nó đó. Kiểu ăn diện đấy đúng không? Ừ. Giờ còn chất cái gì trong nhà không cô? Đốt bớt rồi còn mấy bao. Còn mấy bao cho con xem đi được không? Ừ. Dẫn con bố con xem đi. Chị con đi được không? Không. Không đi được. Sao? Ồ. Đốt cô thấy cô nén nén đốt. Có cái lén lén là cô đốt bớt đi hả? Ủa, quá trời đồ kẹp tóc rồi. Một dưới sàn này. Dạ, dạ. Cứ đốt lần lần. Dạ, cứ đốt lần không cho biết. Chứ biết là bị chửi hả? Kẹp toàn kẹp tóc rồi, toàn lấy cái gì không? Ô, lược này. Một bao lược luôn. Lược là một bao. Kẹp tóc có một bao. Rồi túi ví có một bao. Quần áo có một bao. Dạ. Chúng là cứ có bao nhiêu tiền là đi mua hết bấy nhiêu đúng không? Dạ, không có để lại một tí nào luôn. Nhằm khi không đem về ngàn nữa. À. Chú thấy biết là nhiêu. Dạ, dạ. Chú đốt còn mấy bao cái này ta. Nói chung là trước là chất đầy nhà luôn. Nó chất hết trơn cái sàn này. Dạ. Nhưng mà giờ là đốt hết. Đốt lén. Cứ có bao nhiêu tiền là bao nhiêu gom hết. Sao mang tiền về cho mẹ mà lại... Sao đi xin không mang tiền về cho mẹ mà lại đi mang mấy cái gương lược cái thứ về làm gì? Mua không á. Mua không hả? Mua không á. Thế sao người ta cho tiền thì mang tiền về cho mẹ? Mang mới sợ nhà không có. Nó mua hết trơn. Nói bao nhiêu chú cho nó em miếng không ai cho thì mình cho ngày 10 ngày 20 ngàn. Dạ, có nghĩa là hồi đi mua hết trơn. Có nghĩa là người ta không cho là cô cho hả? Ừ. Cho nó đi chợ đó không có tiền nó đâu. À. Rồi rồi à, em đó với chị này là có được được trợ cấp với tiền người có tháng được bây giờ tháng 400 lúc trước 405 ngàn bây giờ được 500 từ là hai người mỗi người được 1 triệu hai người được 1 triệu mấy đúng không? Ừ, hai người được chị mấy à. Lúc trước có 405 ngàn à, bây giờ lên dạ. Lương hỏng con đó có phát bằng bưu điện á. Vô đây chơi Kiên lại nhà có phát vô đây chơi có nó được 500 vô đây chơi mất cỡ rồi. Cứ 1 tuổi mới 4 tuổi không à? À rồi. Ở đây đợi người ta hay gì? Dạ không, con ghé con thăm nhà mình thôi. Ừ. Rồi rồi hai em bị bệnh như vậy thì nhà mình cuộc sống nó có khó khăn gì không cô? Trời ơi, khổ thấy mẹ lúc trước trời ơi, chú thấy thằng đó nó đi học. Khổ dữ dằn. Có nghĩa là ngày xưa lúc mà người con trai đang đi học á là gia đình khổ, cô vừa đi làm. Bây giờ cũng không có dư gì trơn chú ơi, tháng nào từ hồi bệnh dịch tới giờ là tháng nào quất hết tháng nấy, tại vì đi chợ đâu một ngày á ăn 2-3 ngày. À. Không có gì ăn nó đâu có chịu đâu, quậy à. Chết. À. Không có gì ăn đâu được. Có nghĩa là phải có đồ ăn mới chịu. Rồi lúc mua ra nước uống, thí dụ mình mua xì tin, hay xì hai gì để ở nhà vậy đó. Ừ. Dụ nó cho nó đừng có đi với trái cây đồ vậy đó. À, còn nếu mà không đi. không có là quậy hả? Dạ. Sao quậy dữ vậy? Sao quậy dữ vậy? Thấy ông nó ông ngồi chắc chưa. Ông có quậy nghe nói quậy dữ lắm mà. Tụi nghiệp. Mình vô đây ngồi này. Hả? Vô đây. Cho ăn nhiều nữa chứ mà cho ăn trái. Gì? Vậy? Vô đây ngồi. Vô đây. Để thôi chắc chưa nó. Vô đây ngồi nói chuyện này. Tụi nghiệp lắm mà nó lì nó nghe nó liền nó vỗ tay bóp trên nãy cũng là sao cô nó vỗ tay hai cái tay nó vỗ lại bóp à vỗ tay chú coi xem thôi ra xem bố tay cái nào bố tay mà mình ra bố làm sao bố làm sao bố ra phố tự thử nào bố tay coi nào bố sao bố đi xem chụp hình cho bố đi bố tay đi chụp hình cho đi đâu đi ngủ, bên đây nhà nào nhà ở trên thành phố anh nó sợ, anh nó sợ, nhà trên thành phố còn mình la nó chừng nào còn làm gì nó chọc tức mình la nó trời ơi giận mình nhầm khi mình giận mà quýnh nó thì không dám quýnh sao vỗ tay thì sao vỗ tay cho chú coi coi thôi trời ơi nhầm khi vỗ tay ra bực bội muốn chết luôn à. Mình la nó ấy là chỉ sợ ấy là chỉ sợ cái người anh thôi đúng không? Còn mình la nó không sợ cái gì chứ tức trời lúc này nó hết đi rồi nó
đi rồi đó. Chứ lúc trước nó đi, trời ơi, phải mà nó chịu đi lúc trước nó giữ, ông nội nó giữ nó cũng được. Nó ăn rồi đó, nó đi rồi, đi chúng thấy trời nắng, ta la nám mặt hết trơn. Có nghĩa là ngày xưa là cứ đi lang thang rồi, đi nắng nóng rồi nám mặt hết luôn. Nắng mà vừa gì mà đi, nó đâu có đội nón, đội khăn, nó đâu có chịu. Dạ. Mà đi khơi khơi ở ngoài, đi vòng 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 ở đường giữa nãy nọ nọ nọ. Rồi ai bỏ lon đồ đó, nó lấy hết trơn. Vậy ông là người có người cho, nó sách gì à, hoài à. Có thấy đi cứ lượm cái đồ lượm lung tung rồi vào quán cà phê xin tiền xin đồ nó kia. Với nó lượm lon. Dạ đi lượm. Rồi người con trai đi làm là lương có đó không cô? Lương đâu bây giờ tháng không biết nó nhiêu, 7-8-9 triệu hay gì đó. À. Lúc trước mới vô có 3 triệu mấy, bây giờ chắc được 8 triệu. Nghe nó nói với người cậu nó được 9 triệu hay gì. Dạ. Chứ mình thì không có hỏi. Vậy là về được bao nhiêu là nuôi gia đình hết. Rồi lấy vợ vào nữa, sống ở đây luôn thì sao mà... ở đây nữa chết đói. Chết đói hả? Chưa gỡ nè. À, lịch mới luôn hả? Đừng có đây làm gì mà cứ trốn trốn vậy? Chưa gỡ luôn hả? Thằng kia nó quen nó cho đó. Dạ, dạ. Quen với thằng Thanh nó cho. Dạ. Dạ thôi, hôm nay con tới con thăm ha. Tại cũng biết gia đình mình cho nên là cũng ghé thăm xem tình hình như thế nào. Dạ cảm ơn nha. Dạ dạ dạ. Vậy là con đi làm lương cũng được rồi, hai em này cũng lương tháng cũng được 1 triệu dạ. Mấy 2 triệu. Rồi cô là ở nhà thôi đúng không? Dạ. Không làm gì đúng không? Dạ dạ. Ở nhà lo nhà này con mệt muốn chết, còn la ông đó còn mệt muốn chết. Chúc quản lý hay anh chị này cũng hay mệt ha. Dạ. Dạ. Thấy vậy cũng mệt. Để con biếu cho bà Dăm Trăm làm quà nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Chú ơi, nhà ra chú. Lúc cảm ơn chú. Đi đó chứ. Không đi đó chứ. Nhà trên... con gửi bà 500 ngàn. Tiền này là của cô Sam Mỹ Lệ gửi biếu ha. Dạ. Nha, biếu cho bà ăn chú. Biếu cho bà mua ra. Chú, là cái nhà này gì? Gì? Đấy. Cho tấm tới nhiều. Chú coi rồi nè. Không, cái đấy bà thích thì bà đừng đưa, đừng đưa. Chú, để chị con chú. Lì xì con làm gì? Con xài. Xài làm gì, mua cái gì? Ngồi xuống đi xong cho. Có tiền cho đây. Mua cái gì? Có mua gì đâu. Cho 5 ngàn được không? Mất cỡ đó. Dạ nào chú? Dạ nào. Biết tao này không? Có 1 ngàn. Thôi. 1 ngàn không lấy hả? Thôi. Này cho tờ khác này. Này. Tờ này lấy không? Đây nữa này, còn nữa mà. Này, đấy. Lấy tờ này không? Vô đây, vô đây. Bữa hôm thằng điện lực lại cho 5 ngàn, nó không lấy cái nó là thôi cho 10 ngàn. Thì nhiều tờ thì nhiều tờ. Nhiều tờ thì nó mới thành nhiều chứ. Nói chứ mày nó không lấy thì thôi cứng chết. Hết tiền lẻ rồi. Đâu đâu, túi ở đây đây có tờ này này. Đây. Đấy. Lấy không? Số hổ. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Này cho này. Lấy tờ này không? Sợ như nó đi mà nó mua cà phê nó đi lên quá gần mà trên này nó uống nó trả tiền. À. Như tôi dạy, đâu rồi đâu rồi. Miễn mà nó có lợi mần đi, nó không ôm trả tiền thì để quen á tôi trả cho. À. Nó là chị ơi. Ý là dặn người ta trước trả à. Trả tiền hết trơn hả? À, dặn người ta trước. Nó phải trả tiền mà điều nó móc nó để riêng nha. À. Quần nó để riêng. Dạ để dạ. Đủ trả cà ly cà phê à. Đâu rồi đâu rồi đâu rồi. Này cho tao này này. Ừ. Tại này mua được chai nước rồi. Của nó chặt nào. Này lấy đi. Không lấy hả? Mua chai nước. Tờ nào? Tờ kia kìa. Tờ kia tờ nào? Có đâu? Có tờ kia kìa. Còn có tờ này tiền lẻ à? Nè. Mua chai nước. Mua chai, mua ly cà phê. Dân hả? Thằng lấy không? Này lấy 1 ngàn. À, thôi hôm nay mình tới thăm gia đình các bạn. Thì cũng chia sẻ hoàn cảnh của cô đến với mọi người. Thôi bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip sau. Thôi con đi đi cô ơi. Dạ, dạ, dạ. Dạ.